Hello, chào ba anh em nhá. Chào ba anh em đẹp trai nhá. Anh ơi, thế bây giờ cho tiền, tất cả các anh ở đây đều cho tiền anh rồi, em cũng cho tiền anh rồi, thì bây giờ đi lên viện thăm anh thì có phải mua gì lên không hay là phải phong bì không? Mày nên thăm, mày mày quay video câu view chứ. thăm hỏi nhau thì nhắn tin qua điện thoại nhá. Chứ không được nói bệnh viện đúng nào rồi, nhá. Nên nên toàn câu view thôi, câu like triệu view đăng video. Dạo này đông à Khả. Dạo này Giang Hồ mạng em nhiều quay cái rồi, em phải lắp thêm camera. Khánh nó đang ở viện thật anh Phương ạ. Khánh nó đang ốm thật rồi, Khánh đang ốm, chúc em sức khỏe nhanh nhá. Ấy thôi, chỉ có ăn uống vào cho khỏe nhá. Nhưng mà Khánh ở phòng VIP anh ạ, ở viện phòng... Ok anh Phương ơi, hôm nào mà chưa khỏi bệnh em xuống nhà anh bay lắc nhá. Sao lại bay lắc cái quán mình làm có chuyện bay hà với Long xuống ấy làm gì có cái này bay lắc ấy. Cười. Chú ở trên mạng ấy. Chú ở trên mạng chú đừng có nói chuyện đấy mà xong nó ảnh hưởng đến quán hàng của anh nhá. Uống bia mọi người mọi người follow mình và cho mình xin lúc nhấp nhấp tay nhá, mỗi người nhấp tay 10 lần vào màn hình giúp mình nhá. Đang lắp gì đấy? Em lắp thêm camera anh. Thế à? Thế gì? Lắp để bảo vệ à? Bảo vệ anh. Dạo này là người nổi tiếng rồi nên nó nguy hiểm em ạ. Tôi làm rồi em đã. Em mới mua con này đặt tên là Khánh. Khánh. Nói thằng này đi đâu làm gì cũng thấy đeo kính ô hay. Kính thì bây giờ người ta sinh ra để đeo, sinh ra để chống bụi, sinh ra để đeo. Đeo kính thì kính bán cho ai? Các ông là các ông buồn cười. Thế bây giờ các ông đeo kính thì tôi có cấm các ông đeo kính đâu. Ba anh em lấy hết kính ra đeo cho anh như thế nào? Các ông mà cái bán kính thì phải đeo kính, bán kính để chống bụi, rồi chống nắng, chống để cho nó dâm, để cứ bắt người ta là không đeo kính, tài thật. Mày không có cái ổ cắm nào vào nhỉ? Không có cắm nào ngoài cái đoạn này đúng không? Có. Anh Long, anh Long anh bảo này. Cắm nào ngoài thì Long anh bảo. Long. Như khẩu trang. Long anh bảo. Mua để chống bụi, chống mày mày trông nhà tốt thế mà mày còn mua thêm chó gì nữa? Long. Long. Khánh nó bị ốm thật đấy anh ạ. Thôi, nó không viện, ơi, tối hôm qua em lai lo lo viện thật mà. Không, cái máy em với vợ em thôi. Hai máy này rồi. Đúng rồi, hai máy được rồi. Hỏi còn biết thế nào chia sẻ cả có thể. Long ơi anh Bảo, Long ơi. Ơi. Em trông nhà tốt thế mà em phải mua thêm chó à? Bé bé mâm múa mâm giả máy điện thoại cho bố mẹ đấy nhá. Mượn thế thôi, mượn rồi. Yeah. Trong nhà tốt thế mà phải mua thêm chó à? Anh ơi, chú Dũng à? Chú à, anh Khánh ơi, chú Dũng à? Anh không được ra mời sinh nhật, chú không mời sinh nhật anh à? Mời anh đéo đi mà sinh nhật gì? Thôi, anh phải xác định này, thôi tầm này mà anh mà gặp chú Dũng thì anh thôi, anh cứ khỏi khỏi nằm viện luôn. Này, anh sợ cái đầu. Kính, Long ơi. Kính em đâu? Kính em đâu? Cảm ơn bạn Trung Đen nhé. Kính của em anh. À. Kính của em đây, lấy về kính. Cho mình 1 phút bạn ạ. Bạn ơi cho mình 1 phút. Mình lốt trận BK. Anh đang ở Vườn Tùng à? Anh Phương. Ơi. Anh đang ở Vườn Tùng à? Không, anh đang ở ở nhà chứ. Đang ở chưa anh nhậu với anh em thì bọn nó vẫn đang nhậu bên kia kìa, anh không nhậu nữa đấy. Camera này là 2 mắc cam. Là cái nối wifi mới rồi đúng không? Ủa. Là bây em nằm ở đâu em vẫn bắt cam bình thường không? Đúng. Còn đi ra ngoài thì có mạng đúng không? Đi ra ngoài có mạng anh dùng cam bình thường là được. Anh ngắt cái nối cái mắc cam này với cái wifi cũ chưa? Ngắt cái nối chưa? Rồi vậy khỏe rồi. Cái kênh luôn lên mở cam này. Có mật khẩu vừa đi mà khẩu hôm trước em lên chỗ anh về em mệt quá. Hôm nào ấy đi, hôm nào lên từ chiều đi, hôm nào lên từ chiều xong rồi lên từ chiều xong nhậu từ chiều luôn. Vâng.
cứ hôm nào mà anh rảnh mà anh buồn với cả anh cô đơn thì anh bảo em phi lên. Em biết là nếu mà nói từ là cô đơn hoặc là buồn làm gì có, đúng không? Nó chỉ... đấy thì em mới biết là không có thì em mới nói như thế mà anh. Em thích là lên luôn đúng không? Vâng. Phô tô lệ các ông. Ông thì bắt tôi bỏ kính ra, ông lại bảo anh đeo tiếp kính vào đi, để tôi như kiểu con rối, các ông ấy mệt ghê cơ. Sao mà phòng có điều hòa phải bật quạt đấy Khánh ơi? Quay trở tôi đi, chuẩn bị ship cho tôi luôn đi. Bắt anh wifi ABC là wifi gì đây? Anh em giúp mình nhá, gõ tay vào 10 lần màn hình giúp mình nhá. 98 à? Anh em hỏi vợ Long thì các em phải sang đấy hỏi chứ, mình trên này mình khó trả lời. Bạn gửi lên tôi cái xô nhá, cho tôi cái xô đi, tôi cho bọn đi tơ với nhau. Hãy cướp lời nào. Bạn cho tôi cái xô luôn nhá. Anh ơi, em xuống em mà em làm việc, em phải toán tiền cho người ta cái. Toán tiền đấy, mà chuyển khoản đấy. Mất wifi là mất mạng ấy, mất địa bàn. Thế nó thoát ra như thế mà nó không sợ bị flow hả Khánh? Vẫn bị nhưng mà nick nó khỏe anh. Nhưng mà nó làm